Các bạn nha, hôm nay mình sẽ nướng kẹo Maxolo ăn thử nha các bạn. Một bữa tiệc ngoài bóng tối. Không, bóng tối. Hôm nay trời tối mà đang có than cho nên cậu ba thử nướng. Nướng hai viên thôi, ăn ngon thì nướng nữa chứ để biết có ăn được không nữa. Thấy trên TikTok đó mọi người hay nướng kẹo Maxolo. Nướng nhanh lắm, cậu ba quay qua quay lại cái nó cháy rồi rỡ ra ăn. Nướng thử hai viên thôi. Nhớ bỏ cái dòng đinh tiên ghê. Thang quá. Thang nhiều ghê chưa. Ồ, nướng kẹo Maxolo rồi nữa. Bông đẹp chưa? Đẹp. Bông gì đẹp? Bông kìa. Bông bên kia hả? Thôi thôi, khó thấy lắm coi. Con lại coi cậu ba nướng. Có mùi thơm chưa mùi? Bông của bạn mùa chồng nè. Vàng. À, bạn mùa chồng bông đó. Đúng rồi, vàng vàng thôi, vàng vàng cho là ok lắm á. Mọi người đang tập trung theo dõi vô hai viên kẹo nha. Rất là nhiều cặp mắt đổ dồn về kẹo. Nhất là bằng mùi với này. Nhất là bằng mùi với ơi, vàng cái kia mùi ơi, vàng rồi. Một viên thơm mà thơm mà có mùi thơm, mùi thơm. Đem lên cho mùi thưởng thức cậu hả lẹ. Rồi khoan để coi cho nó. Nhúc kẹo gòn quá, nhúc kẹo ngọt. Ôi đây cho nó sáng rồi, đó. Cậu ba nướng nó vàng rồi, được con viên à. Tháo ra thì coi nó có kéo sợi như phô mai thôi. Thấy người ta kê, bóp lại cái nó kéo sợi như phô mai hay lắm. Bóp lại cái sợi như phô mai cậu ba. Từ khoan đây coi nó kéo sợi nha, từ. Ôi đó kéo sợi kìa mũi, kéo sợi. Ăn thử cậu ăn thử đi. Mũi xinh kìa, mũi xinh. Ngon không? Ngon, dẻo mà mình làm ăn. Thử miếng cho anh thay mão nữa kìa, thay mão đang đợi. Anh giảng rồi, nó kéo sợi như phô mai kéo sợi. Đúng rồi, nó giống như phô mai kéo sợi vậy các bạn. Ngon. Giống như là kem vậy. Đúng rồi. Kem vậy. Ngon có lấy dạng như kem vậy, đúng rồi. Còn ngọt. Còn nữa kia, vô trong kia, còn có que trong kia nữa kìa. Nó ngay thử hai cục thôi, nó nhìn đi. Ăn ngon mà, mùi nó ngon mà, ngon các bạn ơi, bác sư lô nướng rất là ngon nha. Bây giờ mùi vô lấy bao với lấy bị ra mình nướng nữa cho. Mùi chạy vô nhà lấy kẹo, ngon không Mão? Ngon yeah. Trời ơi, lâu lâu phát hiện được món ăn cũng có lý ta. Trời ơi, kẹo bác sư lô nướng nha. Nướng kẹo. Mùi lấy gì con, một viên thôi. Một que một viên thôi, nó dễ nướng. Con sợ hai viên, cái giống như cậu ba nướng là được con viên à. Con lấy hai que, con xỏ hai viên vô nha. Rồi đem ra đây, mỗi que một con xỏ một viên, đem ra đây mẹ nướng với anh hai đang đợi nè. Mũi cầm ra từ từ đưa mẹ dưới cho mẹ cái con cất con mấy con gấu bông của con hết đi mũi. Đây là kẹo của mình nha. Nướng thì lên ăn với anh hai đi, anh hai Mão nướng nó nở ra nè, cái viên ban đầu nó nhỏ nè, cái nướng nó bự nè. Rồi mũi nướng rồi con, nướng xa xa nha. Mũi đứng nướng, cậu ba nướng cái này con cầm. Đó, con ăn đi, con ăn đi. Đó. Mẹ mũi muốn nướng thử. Bà mũi muốn nướng thử. Nướng hả? Nóng á. Kệ cho mũi nướng thử. Con ngồi mấy bên đây nè. Bên đây nướng. Rồi, cậu ba nướng nhiều quá. Được rồi, nướng vậy là ăn được rồi. Vàng vàng là lên ăn à. Chứ đâu có cần ấy. Đem mũi vàng rồi. Rồi, bây giờ cậu ba sẽ cho anh Hai Mão ăn nha. Chờ hai viên này xong rồi ăn luôn. Mũi giỏi quá, mũi nướng à. Giỏi. Rồi các bạn ơi, nướng xong rồi, mũi xích qua đây. Mũi nói mùi thơm giống gì mũi? Mùi thơm giống kẹo bông gòn. Mùi ăn. Mùi gỡ từ từ. Ơi, cô ba giống phô mai kéo sợi luôn. Cho anh hai. Nó rất là mềm, rất là ngon. Kẹo. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức Maxolo nướng nha. Nó đã quá. Ở trong nó chảy ra mềm, thiệt là mềm lắm, đã nha. Ăn khỏi nha. Thành công rồi. Clip này thành công nha các bạn. Rất là ngon luôn đó, thành công mà ăn ngon nữa chứ. Ngon thì cho cánh cục ăn. Ngon ghê luôn. Báo. Giống kẹo ngon thiệt chứ. Đúng, ăn giống kẹo ngon vậy. Rồi, tan chảy hết luôn. Bỏ vô miệng cái nó tan kìa, như kẹo ngon vậy dạng vậy. Ăn cũng giống nữa. Đúng không? Còn mấy viên nữa đem ra đây nướng hết mọi ơi, ngon quá. Ngon quá các bạn ơi, nữa ăn tiếp. Còn ba viên ba cây rồi, người sâu nữa là xong. Kẹo này bữa giờ mụi với Mão ăn là mụi xiên nha mụi. Mày cầm mụi xiên không được. Mụi xiên mà còn ba tay dơ quá. Mụi cũng vậy chứ gì. Lấy ra. Thôi, cái còn ba cánh. Ngon cái tay không? Dơ lên. Rồi. Ở đây. Đây các bạn ơi.
ngon quá à. Đây cắt vô dùng con thôi. Cái bạch kẹo này mỗi giờ anh hai ăn gần hết rồi còn mấy viên. Cắt vô dùng con nè. Rồi xiên. Rồi cậu ba cầm cắm vô luôn cậu ba. Đây. Rồi ok, qua nướng tiếp, qua nướng tiếp. Rồi tiếp tục nướng nha các bạn. Ngon quá, tiếp tục. Thưởng thức. Cái này là trong mùa lễ hội Halloween ta cũng có ăn cái cờ kẹo nướng này nữa nha. Đúng rồi, Halloween mình ăn cái kẹo nướng này là phái luôn á, phái phái vậy nhóc miếng. Không nói lên lời luôn. Không nói lên lời luôn, phái phái chảy nước miếng. Ngon lắm. Rồi, mùa đang nướng kẹo mà mùa chảy nước miếng luôn. Cậu ba xong chưa cậu ba nướng lâu quá. Mọi ơi, 1, 2, 3. Yeah. Rồi, cho anh hai nè. Có phải mũi màu hồng. Có mũi màu hồng, có mẹ màu vàng. Trắng hay màu hồng? Anh hai ăn không? Cô ơi, gửi cho anh hai. Ôi, ngon quá trời ngon. Ngon luôn. Ngon thiệt. Ngon quá hả? Anh hai đi. Anh hai nè. Bắt Thái vô cái này rồi vô đây rồi. Trời ơi phê, ăn mẹ phê luôn. Mỗi mỗi hạ miệng ra ăn đi để nó rớt đó con. Nó dẻo cái miệng đó. Con nữa nó ăn không? Mẹo, mỗi đi. Ôi, giữ giữ ăn viên viên luôn. Đã quá. Rồi. Quá đã quá đã. Bye bye các bạn nha. Anh hai một rau. Anh hai một rau luôn.